Kênh podcast Người trong môn nghề có cái gì nhỉ? Giải ảo những định kiến hiểu lầm về mỗi ngành nghề. Bức tranh thực tế về thế giới nghề nghiệp. Đưa ra lời khuyên, định hướng cho các bạn trẻ về phát triển sự nghiệp. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhé. Đây là bài viết Tối ưu hóa phát triển bản thân bằng chiếc smartphone của tác giả Chỉ là chuyện 8. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Tối ưu hóa phát triển bản thân. Phía dưới đây là toàn bộ sharing của mình trong quá trình xây dựng hệ thống phát triển bản thân cá nhân, trải nghiệm qua hơn 1 năm. Mình xin dành bài viết tổng hợp cho các bạn đang muốn tối đa phát triển bản thân, self-development, để trở thành một phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày. Phát triển bản thân, self-development or personal development, chắc chắn không phải là một khái niệm xa lạ trong những năm gần đây nữa rồi. Trên thị trường thì mình thấy ngập tràn vô số các sách self-help về các mơ lý thuyết và khái niệm về các cách phát triển bản thân. Thế nhưng mà lại có rất ít sách đề cập đến cách xây dựng cũng như là các công cụ để hỗ trợ trong quá trình xây dựng đó. Thêm vào đó, ngày nay thì hầu hết bất cứ ai đều có bên mình một chiếc smartphone, một vật bất ly thân theo sát bên mình trong suốt một ngày. Thế nhưng mà có bao nhiêu người đã thật sự biết cách sử dụng chiếc phone đó theo cách smart nhất để đem lợi ích tối đa cho cuộc sống của mình? Tổng kết lại, dựa vào hai điểm trên là self-development và smartphone. Ở bài viết này, mình muốn nhắc lại một số thói quen tốt mà mình nghĩ là mọi người nên theo đuổi, cũng như là các ứng dụng trên điện thoại sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình build điều đấy. Bài viết dưới đây sẽ được viết dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình trong quá trình hơn một năm xây dựng các thói quen bằng việc sử dụng smartphone một cách thông minh và hiệu quả hơn. Bài viết sẽ vừa kết hợp chia sẻ suy nghĩ của mình về mục đích, lợi ích cũng như cách đơn giản, không quá chi tiết để sử dụng từng app. Nói thêm, điều mình thích ở các app tracking dưới đây là nó luôn có tab để giúp mình review toàn bộ lại cả quá trình. Điều đó cho mình cảm thấy sự tiến bộ từng ngày. 1. Habit Bull, ứng dụng để xây dựng một thói quen mới. Hành động tạo ra thói quen tạo ra giá trị và giá trị tạo nên vận mệnh. Mahatma Gandhi. Luyện tập những thói quen như là thể dục, đọc sách mỗi ngày, quản lý chi tiêu. Chắc hẳn là chúng ta đã nghe ra giả rất là nhiều lợi ích nếu ta sở hữu các thói quen như thế. Đây là ứng dụng đầu tiên mình muốn nhắc tới, nó như là xương sống cho các ứng dụng khác. Đây là một app Habit Tracker. Ở đây thì mình sử dụng ứng dụng Habit Bull để build và tracking toàn bộ thói quen mới mà mình hình thành trong suốt hơn một năm. Và nhờ hỗ trợ của app, đến địa điểm hiện tại thì mình cam kết rằng hầu hết các thói quen mình build đều gần như đã trở thành các hoạt động bình thường hàng ngày cũng như là hàng tuần của mình mà không cần tốn quá nhiều nỗ lực. Habit Bull không áp dụng quy luật 21 ngày để hình thành một thói quen mới, quy luật mà mọi người vẫn thường nghe, mà nó sẽ áp dụng quy luật 66 ngày. Cá nhân mình trải nghiệm thì thật sự sau quy luật 21 ngày thì thói quen mới đó vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập tự nhiên vào cuộc sống của chính mình. Mình cảm nhận phải ít nhất là sau hơn 2 tháng, 66 ngày thì các thói quen đó mới trở nên hành động tự nhiên, cũng giống như là việc mình đánh răng hàng ngày vậy. Cách sử dụng. Đơn giản, bạn download Habit Bull, set target chi tiết với tần suất cụ thể. Ví dụ, mình set up thói quen đọc sách 30 phút đến 1 tiếng sau khi ngủ dậy, tần suất hàng ngày. Ngày nào mình làm thì mình sẽ tích vào app. Các ngày sẽ nối tiếp nhau cho đến khi nào đủ 66 ngày thì mình thành công. Với bất cứ một ngày mình quên thì liên kết đó sẽ mất đi và sẽ reset đếm lại từ đầu. Đặc biệt, Habit Bull có tab để mình có cái nhìn tổng quan toàn bộ quá trình, thấy được sự phát triển cũng như là chi tiết các thói quen mà mình đang xây dựng. Chia sẻ cá nhân, ứng dụng này chỉ là công cụ hỗ trợ, quan trọng là ý chí và chính sự kiên trì của chính bạn nữa.
Ứng dụng này đã giúp mình xây dựng thói quen đọc sách 1 giờ mỗi ngày, chưa bỏ qua một ngày hơn 1 năm rưỡi vừa qua. Không những thế, còn có vô số thói quen như là uống nước 500ml sau khi ngủ dậy, chạy bộ, nghe podcast, vô số. Do đó thì mình highly recommend các bạn nên download và trải nghiệm thử. 2. Money Manager, ứng dụng quản lý tài chính cá nhân. Tầm quan trọng của việc phát triển tư duy trong quản lý tài chính cá nhân thì hoàn toàn là điều cần thiết, không thể chối cãi nữa rồi. Không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu, quan trọng là cách bạn tiết kiệm và đồng tiền đó thông minh như thế nào. Như tên gọi của nó, Money Manager giúp mình quản lý dòng tiền ra và vào các tài khoản của mình. Chia sẻ cá nhân. Nhờ ứng dụng này mà tháng 4 vừa rồi, sau 1 năm rưỡi đi làm, mình đã trả gần như là xong toàn bộ nợ gồm tiền ăn, tiền học, tiền đi du lịch, laptop, điện thoại, v.v. trong suốt quãng đường sinh viên 4 năm rưỡi của mình. Vì gia đình không có đủ khả năng chi trả, nên là tất cả số tiền trong 4 năm rưỡi ấy mình đều mượn khắp nơi dưới sự bảo lãnh của gia đình. Nói thêm cho các bạn không phải để khoe khoang hay gì, mà ý mình ở đây là các bạn biết được cục nợ ấy lớn thế nào so với thằng sinh viên tay trắng mới tốt nghiệp như mình thời đó. Và mình vô cùng cảm ơn ứng dụng này đã giúp mình nghiêm túc kỷ luật trong quản lý chi tiêu để mình trả được cái của nợ to tướng ấy. Cách sử dụng. Mình thiết lập các khoản trong app y như là các tài khoản mình đang có ngoài đời thực tế như là thẻ debit, credit, tài khoản tiết kiệm, tiền cash trong ví, tài khoản đầu tư, v.v. Tất cả đồng tiền ra vào bao nhiêu, lý do là gì đều được mình ghi lại tiền ngay lập tức mỗi khi có giao dịch và mình sẽ kiểm tra vào mỗi cuối tuần, cuối mỗi tháng. Money Manager có cả tab để tổng kết dữ liệu chi phí cho từng khoản trong suốt cả tháng. Sau đó thì mình chỉ cần 3 tháng sử dụng một cách cẩn thận thì những tháng sau sẽ có thể ước tính được chi phí cho từng mục vào tháng sau của bạn là bao nhiêu. Ví dụ, bao nhiêu tiền cho ăn uống, coffee, nhà trọ, đi lại, v.v. Đối với mình thì nhờ những thông tin đó, mình có thể lên kế hoạch tài chính cả tháng sau hoặc là cả năm sau. Mình biết mình đang tiêu vào những chỗ nào là đúng, chỗ nào không cần thiết nên cắt giảm, cũng như là mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Nếu đồng tiền bạn đem đi đầu tư thì lời lỗ thế nào? Nói chung là bạn sẽ có cả một lịch sử giao dịch tiền tệ của chính bạn được lưu lại và bạn có thể review vào bất cứ lúc nào. 3. 5 Minutes Journal App, ứng dụng cải thiện tư duy tích cực. Tư duy tích cực, Positive Thinking, đã được chứng minh là phương pháp hiệu quả cho mental health như là làm giảm căng thẳng, lo lắng, áp lực cuộc sống, tiền bạc, sự nghiệp, gia đình, peer pressure, v.v. và cả trầm cảm của con người nữa. Mình cảm thấy càng trưởng thành hơn, con người lại càng cảm thấy khó hơn để duy trì tư duy tích cực. Nếu như trước đây khi còn nhỏ, thất bại chỉ là bị điểm kém, bị trượt học bổng, bị người ta chê trách, thì bây giờ thất bại đồng nghĩa với thụt lùi về sự nghiệp, khó khăn về tài chính và thất vọng về gia đình, áp lực thua kém bạn bè. Nó sẽ khiến mình stress, mất ngủ và đôi khi cả suy nhược cơ thể. Lúc ấy mới nhận thấy ngoài tầm quan trọng của physical health ra thì mental health cũng quan trọng không kém. Và điều cốt lõi, việc nghiên cứu và duy trì tư duy tích cực là việc cần làm đều đặn hàng ngày. Có rất nhiều phương pháp, nhưng mà hiện tại thì mình áp dụng phương pháp ghi chép cá nhân, journaling, để giải quyết vấn đề này. Journaling, lối viết tự do, khai phóng những suy nghĩ của mình hàng ngày để giải tỏa cảm xúc cá nhân. Cách sử dụng. Hàng ngày, app sẽ bắt đầu bằng một châm ngôn cuộc sống, sau đó theo bởi 2 phần, sáng và tối. Câu hỏi gợi ý đến nhiều mục đích, vừa luyện tập lòng biết ơn, vừa chuẩn bị các target trọng tâm cho ngày mới, lời khẳng định confirmation cho bản thân và vừa rút được kinh nghiệm cho ngày tiếp theo. Phần sáng gồm: tôi cảm thấy biết ơn về. Tôi sẽ làm gì để ngày hôm sau trở nên tuyệt vời hơn? Quyết tâm trong ngày, tôi là... Phần tối bao gồm: 3 điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. Tôi đáng lẽ có thể làm gì để hôm nay tốt hơn?
Mỗi sáng mình sẽ dành 5 đến 10 phút để viết phần sáng. Mình viết những gì ập vào đầu mình dựa trên các câu hỏi gợi ý, và đôi khi nó có thể giống nhau mỗi ngày. Ví dụ trong phần sáng có phần tôi cảm thấy biết ơn về. Mình có thể viết là tôi cảm thấy biết ơn vì mình được sinh ra với đầy đủ tay chân lành lặn, hạnh phúc hơn nhiều so với các bạn bị tật nguyền. Hoặc tôi cảm thấy biết ơn vì mình được sống thêm một ngày mới, có một công việc tốt để chăm lo cho gia đình. Cuối ngày trước khi đi ngủ, mình dành 5 phút hoàn thành phần tối để kể về những gì hấp dẫn hoặc là ấn tượng xảy ra trong ngày. Ví dụ, mình ghi là một trong những điều tuyệt vời nhất ngày hôm nay là mình làm việc tốt, được sếp khen, hoặc là được nhận lương thưởng. Bạn viết bất cứ thứ gì khiến bạn thấy vui là được, vừa tổng kết một ngày dài và giúp bạn giải tỏa để có một giấc ngủ tốt hơn. Chia sẻ cá nhân, app không giúp giải tỏa hoàn toàn cơn stress, nhưng mà nó mang lại niềm vui và cái nhìn tích cực, cảm thấy biết ơn và may mắn hơn nhiều số phận cực khổ khác trong cuộc sống. Qua đó sẽ mang lại động lực vào buổi sáng mỗi ngày cho mình. Vì thế mình sẽ có động lực để cố gắng và cố gắng hơn nữa. 4. Notion, ứng dụng ghi chú. Mình rất thích ghi chép lại mọi thứ bằng notebook và bằng điện thoại. Nhưng mà mình thì thường thích xài Digital Note Taking App vì lúc nào mình cũng luôn mang điện thoại bên mình. Mình đã xài qua rất nhiều app, ví dụ như là Note của iPhone hoặc Evernote. Nhưng mà app mà mình sử dụng và rất tâm đắc muốn giới thiệu đến mọi người đó là Notion. Notion cho phép mình xây dựng phần note của mình theo cách sáng tạo nhất mà mình có thể nghĩ tới. Và hầu như mình ghi chú toàn bộ khía cạnh của cuộc sống, từ mục tiêu, ước mơ, lý tưởng, ý tưởng kinh doanh, học tập, sức khỏe, hệ thống tài chính cá nhân, đầu tư. Gần như là tất cả mọi thứ, tất cả sẽ được ghi chú và có thể review ở bất cứ đâu. Lúc đầu thì bạn có thể mất một chút thời gian để làm quen, nhưng mà sau đó thì mọi thứ sẽ tiện dụng hết sức có thể cho bạn. Vì ứng dụng này có nhiều tính năng nên là mình không thể đi quá sâu vào chi tiết. Mình sẽ có một bài viết riêng khác cho app này nhé. 5. Drink Water, ứng dụng theo dõi lượng nước tiêu thụ hàng ngày. Việc uống đủ nước mang lại nhiều lợi ích quan trọng nhằm đảm bảo cho cơ thể hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh. Ứng dụng Drink Water sẽ là công cụ tuyệt vời để đưa ra con số tối ưu dựa trên khối lượng của bạn, cũng như là nhắc nhở mình bổ sung nước đầy đủ hơn. Do đó, trong suốt hơn một năm qua, mình cũng xây dựng một thói quen uống đủ nước cho cơ thể trong một ngày. Không những thế, app Drink Water cũng có thể có các lựa chọn nước khác như là coffee, nước chanh, sữa, v.v. Điều đó sẽ giúp mình xem lại coi lượng tiêu thụ của từng loại đó trong tuần, trong tháng như thế nào. Bạn có thể check xem là tháng trước bạn có uống quá là nhiều cà phê hay là bia hay không, để giúp bạn có cái nhìn tổng quát và cẩn thận hơn cho sức khỏe của mình. 6. To-do list, ứng dụng lên task chi tiết. Việc lên kế hoạch chi tiết sẽ giúp bạn không bị thiếu sót hoặc là quên mất nhiệm vụ cho công việc. Mình sử dụng to-do list để lên kế hoạch chi tiết cho các task cụ thể mình cần làm trong ngày. Như vậy thì mình sẽ có cái nhìn tổng quát là ngày hôm đó có bao nhiêu task, tốn bao nhiêu thời gian và mức độ ưu tiên cho từng task. Cũng như là các bạn biết được là các task nào vào ngày mai, ngày mốt, cũng như là tuần sau, tháng tới, tùy thuộc vào deadline của bạn. Mình chia nhỏ ra các dự án và chia task khác nhau cho các dự án. Ngoài thị trường có rất nhiều các app to-do list khác, nhưng mà mình sẽ đề xuất các bạn app này vì giao diện của nó đẹp, trực quan cũng như là rất để dễ xài nữa. 7. Forest, ứng dụng tăng cường độ tập trung khi làm việc. Phần mềm Forest giúp mình nâng cao khả năng tập trung khi làm việc để tránh sự sao nhãng từ các việc khác, đặc biệt là từ chính điện thoại của mình. Ứng dụng này đã giúp mình tập trung và hoàn thành tốt hơn khi làm bất cứ việc gì đã được plan trong app to-do list phía trên. Cách sử dụng. Ứng dụng này cho phép mình gieo các hạt giống và hạt giống này sẽ nở thành cây trong khoảng thời gian do mình thiết lập, tối thiểu là 10 phút và tối đa là 120 phút. Trong thời gian đó, mình không thể thoát khỏi ứng dụng để chạy các ứng dụng khác như là lướt Facebook hoặc là Instagram,
Nếu không thì cây sẽ chết và không thể tiếp tục phát triển. Mình có thể để xem thành quả là rừng cây mà mình đã gieo trồng được, cũng chính là thời gian mà mình đã tập trung vào công việc mà không bị sao nhãng bởi smartphone. Tại đây thì mình có thể xem được là mình đã trồng được bao nhiêu cây trong ngày, cũng như là đã làm chết bao nhiêu cây. Điều này cho mình thấy rằng mình có thực sự tập trung vào công việc hay chưa, hay là vẫn thường xuyên sử dụng smartphone trong thời gian làm việc. 8. Strava, ứng dụng tracking chạy bộ. Sức khỏe là tài sản vô giá nhất của mỗi người trong cuộc sống, do đó việc xây dựng một thói quen tập thể dục thường xuyên là điều vô cùng quan trọng. Chia sẻ cá nhân, trước đây thì mình cũng đã có thói quen tập gym, gần đây mình bổ sung thêm việc chạy bộ vào quá trình tập luyện của mình. Trước đó thì mình vô cùng ghét và cũng không thể chạy qua 2 cây số một lần, mặc dù mình có thể hít đất khoảng trên 50 lần liên tiếp. Ứng dụng Strava và Habitbull phía trên là hai ứng dụng đã giúp mình build được thói quen chạy bộ. Và kết quả bất ngờ hơn cả mong đợi đó là mình giảm được 7kg trong năm 2019. Và update tới tháng 8 năm 2020 là 9kg. Đây là điều mà gym chưa làm được. Strava sẽ ghi nhận lại quãng đường, tốc độ khi bạn chạy. Nó có thể ghi nhận lại biểu đồ luyện tập, quá trình tiến độ của bạn sau nhiều tháng sẽ có thay đổi như thế nào, bạn chạy nhanh hơn hay là bền hơn. Strava cũng có các thử thách, cột mốc thành tích hàng tuần để giúp bạn có động lực chạy hơn. Note: cá nhân mình đề xuất bạn cũng nên kiếm cho mình những người bạn có cùng sở thích chạy hoặc là câu lạc bộ chạy bộ để bạn càng có thêm niềm vui lẫn động lực để theo đuổi bộ môn chạy bộ này. 9. Google Calendar. 10. Gmail, ứng dụng lên kế hoạch thời gian. Lost time is never found again, Benjamin Franklin. Đây là hai phần mềm khá là quen thuộc đến từ Google, mình sử dụng để lên kế hoạch tổng quát và kiểm soát thời gian của mình. Mình áp dụng phương pháp Block Calendar và ghi chép toàn bộ lại hoạt động trong ngày của mình lên Calendar. Điều này thì mang lại lợi ích là bạn có thể quan sát và review lại trong tuần trước hoặc là tháng trước bạn đã dành thời gian vào những việc gì, việc đó có ích hay là vô ích, việc đó đã tốn bao nhiêu. Ví dụ cách sử dụng của mình. Vào tối chủ nhật, mình thường plan cho cả tuần của mình trên phần mềm Notion. Sau đó dựa theo các thói quen trong app Habitbull của mình để sắp xếp các việc block thời gian và sắp xếp công việc này lên bảng Google Calendar. Cụ thể hơn như thói quen đọc sách mình muốn duy trì hàng ngày thì mình sẽ fit lên giờ cụ thể cho từng ngày trong tuần, hoặc là thói quen chạy bộ 3 ngày một tuần mình cũng sẽ fit lên ngày cụ thể như là Monday, Wednesday, Friday. Hầu như thì mình sẽ sắp xếp lên toàn bộ calendar như vậy, mình sẽ có cái nhìn bao quát để biết được là ngày nào mình sẽ free, có thể dành thời gian cho các hoạt động khác. Và mình plan cho từng tuần vì nó giúp mình có được sự linh hoạt mà vẫn giữ kỷ luật của Habitbull. 11. Flipboard, ứng dụng xem tin tức tiếng Anh. Đây là phần mềm mình được giới thiệu từ một anh thầy dạy tiếng Anh. Thay vì tốn thời gian để đọc các thông tin từ kênh lá cải như là Zing rồi kênh 14, thì mình sẽ sử dụng Flipboard này để đọc các tin tức tiếng Anh, vừa tăng thời gian tiếp xúc với văn phong tiếng Anh, cải thiện kỹ năng đọc, viết, vừa nắm bắt các vấn đề xã hội đang xảy ra hiện nay. Flipboard bao gồm rất nhiều các chủ đề mà mình hoặc là các bạn có thể quan tâm như là news, business, technology, sports, travel, politics, sciences, v.v. Cách sử dụng. Vì mỗi ngày bài viết của Flipboard đối với một người có trình độ tiếng Anh vừa thì mất khoảng 5 phút nếu không cần tra từ điển. Mình sử dụng app này khoảng 15 phút buổi sáng và 15 phút buổi chiều khi đi trên xe bus của công ty. Trong cùng lúc đó thì mình sẽ nghe podcast từ Spotify. Chia sẻ cá nhân, sau một thời gian sử dụng thì thật sự khả năng đọc và vốn từ vựng của mình tăng lên rất nhiều. Điều này thì giúp cho các bạn muốn thi IELTS như mình có cơ hội rèn luyện khả năng reading tốt hơn nữa. 12. Spotify, ứng dụng nghe nhạc, podcast.
Spotify là phần mềm âm nhạc kỹ thuật số, cũng như là các app nghe nhạc, Zing MP3, nhạc của tôi, v.v. Vậy điều gì khác biệt mà mình lại khuyến khích các bạn nên sử dụng? Vì dưới trải nghiệm của mình, đầu tư 59.000 một tháng cho Spotify là một trong những đầu tư xứng đáng hơn cả giá trị của nó. Cách sử dụng: mình tự tạo nhiều playlist từ kho cả triệu bài hát dữ liệu của Spotify. Ví dụ có thể kể đến như là mình tạo playlist nhạc lo-fi để nghe khi đọc sách và học tập, nhạc để thiền, nhạc để dành cho tập thể dục. Và đặc biệt ở đây chính là mình còn có một kho các kênh podcast để mình nghe trong các khoảng thời gian chết, vừa multitask để nâng cao kiến thức, ngoại ngữ, vừa tối ưu hóa thời gian. Ví dụ như là khi di chuyển bằng xe bus, xe máy, làm việc nhà, chạy bộ, v.v. 13. YouTube, ứng dụng giải trí và học tập điều mới. Tại sao mình lại đưa YouTube vào các app phát triển bản thân? Tại vì mình đã từng thấy bài viết của một bạn trên đây nói có chọn lọc trong việc giải trí, không những giúp bạn giải tỏa stress mà nó còn có thể nâng cao kiến thức cho bạn. Mình thì hoàn toàn đồng ý và ủng hộ ý tưởng đó. Thú thật với mọi người là trong thời còn sinh viên ấy, mặc dù có nhận thức về việc quản lý thời gian, nhưng mà đôi khi mình cũng mắc sai lầm và từng đốt rất rất nhiều thời gian để xem các chương trình giải trí không mang lại giá trị như là hài hoặc là game show. Lúc đó tại vì ghiền nên là mình đã quên mất cái khái niệm thời gian, và khi nhìn lại thời gian thì thấy đã trôi qua rất là xa rồi. Lúc đó mình cảm thấy nuối tiếc và đôi khi stress hơn nữa. Từ sự kiện đó, mindset về YouTube mình hoàn toàn thay đổi. Mình đã unsubscribe toàn bộ các kênh giải trí, không xem hài hay là game show, đỡ tốn thời gian vô ích, và unsubscribe hầu hết các kênh nói tiếng Việt, và mình chuyển sang channel nước ngoài, vừa xem YouTube vừa luyện ngoại ngữ và học thêm các khía cạnh mới. 14. Lumosity, game giải trí và tăng trí tuệ. Đây là game duy nhất trên điện thoại của mình. Mình đã hoàn toàn bỏ game từ cuối năm lớp 11 cho tới hiện tại, game trên máy tính lẫn game trên điện thoại. Cá nhân mình nghĩ là nếu có tốn thời gian chơi game thì ít nhất nó cũng phải mang lại một giá trị nào đó cho mình. Vì thế, mình lựa chọn Lumosity. App bao gồm các trò chơi tuyên bố cải thiện trí nhớ, sự chú ý, tính linh hoạt, tốc độ xử lý và giải quyết vấn đề. Ít nhất một mũi tên trúng được hai con nhạn, vừa giải trí xả stress, vừa luyện thêm một skill gì đó. Các trò chơi ở đây kiểu như là để hack não, để nâng cấp level của não bộ, cũng như là các giác quan khác như là mắt và tay. Các bạn download về chơi thử, vì mình không mua gói premium, hơi mắc so với mình, nên là một ngày mình chỉ chơi được vài game để giải trí, và hơn thế nữa đó là không sợ nghiện. Tổng kết: nếu thật sự các bạn chịu khó đọc đến cuối bài viết của mình, chứng tỏ là các bạn đang có khát khao tối ưu hóa bản thân của bạn mạnh mẽ và nồng cháy. Mình hy vọng là có thể giúp ích một chút gì đó cho con đường thành công của các bạn. Mình biết ơn và chúc các bạn thành công trên con đường của mình. Rất quan trọng, và hơn thế nữa, các bạn hãy thử một trong các ứng dụng để xây dựng cho mình các thói quen và lối sống tốt mà mình đã đề cập phía trên, làm lại hàng ngày trong vòng ít nhất một tháng và chia sẻ với mình cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào. Mình rất nóng lòng muốn nghe trải nghiệm của bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!